Đúng rồi. Dương. Dương, dậy đi. Nhìn Dương. Anh, chuyện gì ấy? Mày bảo hôm nay mày hẹn 2 giờ mày đi mua mô tô cơ mà. Ui giời. Ui giời. Chết rồi, mấy giờ rồi anh? 2 giờ rồi. Ui giời, 2 giờ rồi. 2. Hôm nay là mình đi mua xe mọi người ạ. Nhưng mà mình ngủ quên mất. Em à. Mệt quá anh ạ. Thế sao đứng ngủ thế không? Em ngủ quên mất anh ạ. Em chào anh nhá. Ừ, chào em nhá. Ui, xe đẹp quá anh nhỉ. Ừ. Đấy, xe đây. Ở đây anh có hai con này, một con màu đen với lại một con màu xanh. Em chọn đi. Con này thì anh độ hơi nhiều rồi. Ui, con này độ nhiều nhỉ anh nhỉ, khủng nhỉ. Con này khủng. Ui, thì... con này lốp to đấy. Ừ. Con này chất đấy nhỉ, con này trông chất. Ừ. Con kia cũng ngầu. Con này thì màu đen thì anh thấy là màu đen nó lùi hơn, vâng. Ngầu hơn đấy. Vâng. Ừ. Em ngồi thử được không anh? Đúng. Ngồi kiểu gì nữa là con xe của em đúng không anh? Chào lạc với em. Ui giời ơi. Đấy. Ôi, ngầu lắm mọi người ạ. Hôm nay đi mua xe run quá. Lần đầu tiên được ngồi mô tô đấy anh ạ. Con này chạy vừa với con này em. Nói chung là mới chơi thì chạy con này quá ngon em ạ. Con này con này cũng chất này. Con này cũng chất. Anh Hùng ơi, con nào đẹp ạ anh? Anh thấy con nào cũng sướng, nhưng con đen này có vẻ hợp với lại cái dáng chú con hơn. Này, kiểu chú ăn mặc phong cách màu đen mà. Đúng rồi, hợp với cái phong cách màu đen hơn. Con nào đắt tiền là con đấy đẹp. Vui sai. Ôi. Theo mọi người, con màu đen này với cái con màu xanh kia thì con nào chất hơn? Con này nghe vẻ uy tín hơn ấy nhỉ. Trong con này nhìn nó con này kiểu nó em thích màu đen hơn, em thích màu đen hơn. Đúng rồi. Chốt luôn chứ. Ok mọi người ơi, thì là mình đã quyết định là mình chốt con này nhá. Mình thấy con này nó hợp với mình hơn. Đấy, thì giới thiệu mọi người, đây là anh Trung Phượt Setti, đến từ Phượt Setti. Đây là shop độ bô của anh ấy này. Đấy mọi người. Trong này là nhà máy sản xuất luôn anh em ạ. Đây là trong đây là xưởng của anh rất nhiều bô luôn. Ở đây nó chỉ là một vài mẫu nhỏ thôi, đấy. Một vài mẫu, còn anh có kho hàng đấy. Mấy nghìn cây bô nữa. Đây là shop của anh nhá, anh em muốn độ bô hay là muốn mua xe hay như nào đấy thì có thể đến đây này. Với anh Trung Versetti. Anh em xem, đây là bên lưng mô tô đang đấy. Đóng hàng để gửi cho các khách hàng. Wow, đấy. Anh em này, tham quan xưởng của anh nhá. Trong này là cổ titan này. Đấy. Đây là cổ titan. Bô độ đây đúng không anh? Xe em độ bô chưa? Xe em độ bô chưa? Độ rồi, anh độ cho rồi. Vâng, độ ok cho, anh. Ok hết rồi. Em là cứ phải có tí bô nó lổ nó mới hay anh ạ. Đúng rồi, đúng rồi. Đấy, đây mọi người, đây là các đang chú đang thi công, đang làm. Đấy. Đấy. Đó. Ôi, được rồi anh ạ. Em bây giờ em với anh ra ngoài kia sẽ bàn giao nhé. Anh em mình ra vào việc chính nhá. Bây giờ thì anh em mình vào việc chính thì em bàn giao xe đúng không anh? Anh đưa em chìa khóa nhỉ? Đây, em check xe đi. Thoải mái đi. Mọi người nhá. Đây là mình mua thật nhá, không phải là mình chôn mọi người nhá. Đây là mua thật nhá, chìa khóa là của mình luôn rồi nhá. Tí nữa lấy giấy tờ thôi đúng không anh? Ừ. Đấy, tiền của em đã chuẩn bị sẵn đây rồi anh ơi. Đủ rồi đúng không em? Chỗ này là đủ rồi anh ơi. Ừ. Đấy, 70 củ. Ok, anh, ok. Chắc không cần đếm đâu anh nhỉ. Anh xin nhá. Đấy, ok. Con này là cả đồ chơi với là 70 triệu nhá anh em nhá. Còn thực tế thì nó sẽ rẻ hơn nhiều anh em ạ. Đây là cả đồ chơi anh em ạ. Thì ở đây là mình đã độ lên đây là bảo vệ tay phanh tay côn này, đấy, đèn trợ sáng này, bô R1 này, với lại dán tem xăng này, dán tem bình xăng này, đó, nói chung là một số những cái đồ chơi cơ bản cho xe nhá, đấy. Anh em nhá, ok anh em, rồi, được rồi em xin nhá, em lượn một vòng luôn, ok ok, giờ là xe của mình rồi mọi người, ơi, lần đầu tiên mình được ngồi con xe như này mọi người, nổ máy lên xem nào, ai chà chà, ấy mọi người, ok, rồi. Rồi, là... em cứ chạy thử đi, chạy thử nhá. Mình nổ máy nhá mọi người nhá. Trông ngầu không anh? Uy tín luôn như này. Thì khẩu trang lên đúng siêu nhân đen. Quá ngon. Wow.
Được rồi, ok. Rồi, bây giờ em mang xe về thôi. I lost my best friend to 23. She left her body in Harvard above me. I saw no shadow, I looked around. Searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt a glow. The warmth inside me kept me afloat. Felt like heaven. Hello, hello mọi người. Đấy. Thì mọi người ơi, thì cuối cùng là mình cũng mua được con xe mà mình thích rồi mọi người ạ. Đấy. Ok, giờ 15 V3. Trời ơi, xả mịn lắm, xả phê lắm. Đấy, thì cuối cùng là mình cũng mua được con xe mà mình thích rồi. Mình không có tiền để mua xe phân khối lớn hơn. Đấy, hy vọng là các bạn xem clip, các bạn cày view, các bạn ủng hộ mình nhiều hơn để mình có tiền mình lên CC nhá, lên gọi là phân khối cao hơn nhá. Đấy, mình là rất thích mô tô luôn. Thế là hôm nọ là ông tới tài tử ấy, mình thấy ông ấy có con ZX10R ấy, thích quá. Về là bắt đầu là ông ấy tiêm nhiễm vào đầu mình. Ông ấy bảo là em ơi, em phải mua xe đi em ạ, đi nó mới chất, nó mới oách. Đấy. Nghe như thế là mình bị gọi là cuốn hút luôn. Cuốn hút luôn. Nên là quyết định là bỏ đầu tư ra một số tiền cũng khá là lớn. Mua con này. Đấy. Con này đi thì oách rồi. Tuy là nó phân khối nó không được cao lắm nhưng mà nhìn đi con này là oách ngầu rồi mọi người. Đấy. Ok. Nói chung là thơm cái. Đấy. Yêu lắm ghê. Đấy. Đấy mọi người, thì có bác này cũng là bác cũng đam mê mô tô mọi người. Đấy, cũng đam mê xe mô tô đấy, bác mượn xe mình chạy thử một vòng. Đấy. Bác đang xem để bác khả năng là bác cũng chơi một con. Bác chơi một con luôn, quách luôn. Bác trồng phong độ lắm. Bác trồng phong độ lắm. Bác có làm vòng không? Làm vòng. Bác làm vòng nhá. Đấy. Thử nhá. Bác làm vòng đi. Rồi. Cho bác làm vòng. Đấy, nhìn trông phong độ chưa? Được quá. Ôi trời, chết rồi. Bác đóng vào biệt thự của bác rồi. Đây là biệt thự của bác này, đấy mọi người này. Ngủ ở nhà giàu lắm anh ạ. Bác có lách xù à? Ui ôi, kêu còn lách xù kìa. Đấy. Biệt phủ. Biệt phủ của bác đây mọi người, nhìn lên. Giàu dã man. Bác quánh số 8 luôn, chuyên nghiệp lắm. Đấy mọi người thấy không? Đổ cua chuyên nghiệp lắm. Đây. Quánh số 8 luôn. Đây. Đây, đẳng cấp luôn. Ok mọi người ạ, thì là lúc nãy là bác chủ nhà này này. Đấy, bác ấy mượn mình con xe, bác lượn mấy vòng đòi mãi không trả mọi người ạ. Đi vào cuốn quá, nghiện luôn. Đấy, thì bác chủ của căn biệt thự to này này mọi người này, nhà bác giàu lắm. Quả này về kiểu gì là bác ấy cũng quất một con hơn con này luôn. Giờ nó là của em rồi anh Hùng ạ. Uy tín rồi đấy. Về luôn. Này chở gái auto đổ. Con chạy con này gái có yêu không anh? Yêu luôn thì cưới luôn, cưới luôn. Gái nhìn thấy là cưới luôn đúng không? Cưới luôn. Đấy. Uy tín luôn. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ đóng thẳng con này về nhà mình nhá mọi người nhá. Sun shadow but felt the glow. The warmth inside me kept me afloat. Felt like heaven that found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone. I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend, 23. She left.
Ok mọi người nhá. Thì mình đã mang em xe về nhà rồi. Đấy. Đây nhá. Giấy tờ mua bán đây, không mọi người lại bảo mình đi mượn xe mượn rồi các kiểu nhá. Đây. Đó. Giấy tờ mua bán nhá. Đây, bán cho Vũ Văn Dương này. Còn đây là giấy tờ xe. Đấy, đây, đúng Yamaha đấy chưa? Giờ 15. Đấy, ok. Đấy, từ nay là em nó đã thuộc về mình rồi mọi người. Thôi, ok, hôm nay sẽ là cái clip đi mua xe thôi. Ok, không có gì để chia sẻ nữa. Ok, chào tất cả mọi người nhá. Bye bye. Bye bye.